Nhiều người chúng ta có những chậu lan đơn thân à, nó mọc trong chậu, chặt chậu như này mà chưa biết làm thế nào thì hãy xem vào video này để biết cách làm nhé. Chúng ta có một chậu lan như thế này à, bây giờ à, chúng ta cần phải thay chậu, nhưng mà rễ nó ra rất là nhiều, chúng ta thì cắt bỏ chậu đi và hy sinh cái chậu này. Ừ, trong dựa thì đập bể cái gì. Cái thứ thì nó ra đập dễ hơn nữa. Và sẽ bóc hết vùng chậu bể này, và bóc hết những cái miếng nhựa trồng tạ lan như này thì nó có cái điểm yếu à, nó bó chặt cái bộ rễ lại làm cái lan chúng ta nó là chúng ta phải thay chậu đập bể chậu này cho bộ rễ nó để nó bung ra ngoài nhé. Sau nhiều năm thì bộ cái dưa rễ này cái chậu rất là giòn. À, cái bộ rễ nó sẽ làm cho ức chế à, cái chậu nó sẽ làm ức chế cái bộ rễ chúng ta lại, rồi cái lan chúng ta lại à, cái chậu nó bó cái bộ rễ lại làm cho cái rễ chúng ta đó bị bóp chặt tại trong này, làm cái rễ ra ngạt thở nên là làm sẽ giảm cái sự phát triển của cây hoa lan của chúng ta. Nên là sau khi như vậy thì chúng ta sẽ gỡ bỏ rất từ từ những giả thể, và cái rễ nào khô chết thì chúng ta cũng có thể cắt bớt đi. Chúng ta sẽ gỡ từ từ những cái giả thể trong này có những cái rễ khô để chết, chúng ta sẽ cắt bỏ phần này. Cái gốc chết rồi, gốc là nó cũng bị chết rồi. Trong này là côn trùng này, ốc sên này à, những động vật gây hại nó làm cho lan của chúng ta nó hư rễ kém phát triển. Những cái rễ chết, rễ thúi như này là đặc biệt chúng ta phải lấy ra khỏi gốc. Những cái rễ đã hư, đã thúi thì nó sẽ gây dư vi khuẩn, nấm bệnh ở trong đó. Những cái phần rễ chết khô thì chúng ta đi lấy đi. Đối với dòng lan đơn thân thì nó cần cái sự thông khoáng bộ rễ. Cái rễ này dưới này mà nó to á, thì nó mới phát triển mạnh được. Đặc biệt là cái rễ nó phải to như này này, hiểu không? Cái rễ trên nó phải to như này.
thì lan của chúng ta nó phát triển mới khỏe này. Còn mà lề rễ ở dưới này nó bị bóp, bị chặt lại bởi những cái chậu lan hay bị giá thể hoa lan, thì cái rễ nó sẽ làm cho sự phát triển của lan chúng ta kém lại. Nên sau khi mà trồng chậu vài năm thì nên chúng ta nên thay chậu đi. Còn chúng ta trồng nó những cái chậu thông thoáng, bộ rễ nó phát triển ra ngoài thì chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều. Đây hai cây là nguyên một dề nên là chúng ta sẽ giữ nó lại, chúng ta sẽ rụ bớt những cái phần dư thừa này thôi. Chúng ta có cái lan nó mọc như vậy không đều không đẹp thì anh chị có thể cắt bớt đi và điều chỉnh lại cho nó mọc cùng hướng, sau này chúng ta có là có cái lan nó mọc ra hoa thì cứ đẹp. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho cái hướng rễ nó mọc theo hướng chúng ta muốn. Đây là cái lan đơn thân, chúng ta sẽ cho hai cái này đó song song như này. Khi mà chúng ta trồng á thì hai cái lá này nó phải mọc cùng ra song song với nhau nhé, đừng có trồng như vậy để không đẹp. Chúng ta sẽ song này, hoặc là chúng ta có thể cho nó cùng song song như này. Rồi bây giờ cắt bớt những cái rễ già đi. Già rễ khô. Cắt bớt. Rồi chúng ta sử dụng cái dây này. Chúng ta cột lại. Đã cột lại và chúng ta treo lên vòng tầm 1-2 tuần sau cho khô ráo. Sau đó chúng ta có thể tưới nước lại cho nó. Trong vòng một tuần thôi, nếu mà cây chúng ta là thuần rồi thì chúng ta sẽ treo như vậy khoảng một tuần cho những cái vết thương này nó lành lại và cây chúng ta nó không bị sốc. Rồi sau khi chúng ta trồng, chúng ta treo lên nó khoảng khi nào thấy cái bộ rễ nó phát triển ổn định thì chúng ta sẽ đi trồng, phải chỉ cho tiếp tục theo dõi nhé. Cái đôi chuồn chúng ta treo lên khoảng tầm một tuần đến 2 tuần, sau đó chúng ta bắt đầu tưới nước thì các cái đầu rễ này nó sẽ còn đi rễ mà không có bị chột. Khi mà thấy các đầu rễ nó còn xanh là chúng ta có thể đem đi trồng được nhá. Có nghĩa là khi mà cây đầu rễ nó không thay đổi là cây nó đang phù hợp với môi trường hiện tại, nó không có bị sốc. Đây là chúng ta có hai cây, có một hai cây cùng một mẹ, là cùng mẹ con với nhau, nên là chúng ta sẽ trồng lại với nhau. Và chúng ta nên trồng hai cái lá nó sẽ song song như này, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình đó là một cây chậu lụa gỗ. Chậu gỗ chúng ta bỏ than củi không, rất là thông thoáng ở phần gốc như này nhá. Và chúng ta sẽ dựng cái là hiệu là to vào. Chúng ta sẽ căn cho cái lan nó vào giữa chậu để các cái bộ rễ này sau này nó sẽ ăn xuống dưới. Thế chúng ta sẽ dùng cái là một sợi dây kẽm ta bọc nhựa, rồi chúng ta sẽ cột ngang thân. Và chúng ta cột vào thành chậu nhé, cột vào thành chậu. Và chúng ta sẽ kéo chặt, cho chặt nó sang bên thành chậu bên này. Chúng ta sẽ dựng kéo làm cho cái cây lan chúng ta nó đứng lên luôn, nó đứng lên luôn, nó không có bị đổ nữa. Chúng ta sẽ kéo cho nó đứng lên. Đã xoắn lại cái đầu lên bên kia. Rồi cái này chúng ta tiếp tục chúng ta trồng lên. Chúng ta cũng nên cho cái lá chúng ta nó về một hướng luôn nhé. Đó, lá nó về một hướng. Để sau này cái lan của chúng ta nó lá hoa, nhìn cái lá nó sẽ thống nhất,
khóa nó có thể độ về một hướng cho nó đẹp luôn. Rồi chúng ta kéo cái dây qua, chúng ta cũng cuốn qua cái gốc này, cuốn qua cái gốc một chút, rồi chúng ta kéo sang bên này. Ta sẽ kéo cho cái gỗ gốc này nó gỉ sát xuống dưới, nó chắc. Xoắn lại. Rồi là chúng ta có một cái cây lan chúng ta nó tương đối. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái dây hình ngang nữa. Chúng ta trồng nó trên bề mặt vậy để sau cái rễ nó đâm xuống dưới thôi. Nó cần đối với đuôi chồn, các cái dọc đơn thân thì thích nó thích bộ rễ thông thoáng, là chúng ta sẽ luồn qua hai cái gốc, là luồn qua này và chúng ta cột qua hai cái gốc. Chúng ta sẽ cột vào thành chậu bên này. Kéo cho cái lan nó đổ ra ngoài một chút, rồi kéo cho cái lan này nó, hai cái lan này nó hở ra. Đó. Ta sẽ tiếp tục cột vào thằng chậu tiếp. Siết lại, xoắn lại cho chắc chắn. Cắt dây dư thừa đi. Rồi, đó là cái ba là có được một cây lan chúng ta. Đó, mọc đẹp anh nhá. Vậy là đôi chồn, cách trồng nó đơn giản. Quan trọng là khi mà chúng ta xử lý không cho cái đôi chồn chúng ta nó không có bị sốc là quan trọng nhất. Rồi những cái lá nó bị đổ thì chúng ta có thể dùng dây tạm chúng ta buộc tạm lên đây. Xỏ qua cái nách lá. Sau này cái chúng ta chăm sóc cái lá nó cứng, nó sẽ trở lại bình thường. Và sau khi chúng ta trồng xong, chúng ta có thể phun thêm vài lần kích rễ cho nó. Rồi chúng ta phun thêm như là NPK 20-20 đều, B1 rong biển, phân cá giúp cho lan chúng ta phát triển tốt. Để bón an toàn có thể để xong vài ngày rồi mang ra ngoài chăm sóc. Còn mà độ rễ chúng ta mới trồng nó không ảnh hưởng đến quá trình lan ra phát triển thì chúng ta chăm sóc mang ra ngoài chăm sóc bình thường luôn nhé. Đây là một phương pháp trồng lan đơn thân cực kỳ đơn giản. Anh chị đã chúng ta thấy cách trồng đơn giản thì cho em bình luận là cách trồng đơn giản nhá. Và cái lúc quan trọng là chúng ta trồng cái lá phải song song như này để sau này hoa nó ra đều về phía, và xử lý cho hoa về phía là chúng ta có chậu lan đẹp hơn. Tác phẩm đuôi chồn, anh chị vào theo dõi video của em thấy hữu ích hãy giúp cho nút chia sẻ và đăng ký kênh. Cách trồng đuôi chồn đơn giản nhé.